Tối qua, tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế, công trình vĩ đại mang tầm nhìn chiến lược trên nhiều mặt của cha ông. Trong đó, vai trò điều tiết nước, khai phá, biến dùng đất phèn mặn tứ giác Long Xuyên thành vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm được các chuyên gia đánh giá rất cao. Ngày nay, kênh đào này kết hợp với hàng chục công trình thủy lợi khác tiếp tục sứ mệnh nâng tầm nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long. Kênh Vĩnh Tế hoàn thành vào năm 1824. Theo các chuyên gia nông nghiệp, công trình này đã góp phần cải tạo 308.000 hecta đất phèn mặn, biến dùng đất hoang hóa tứ giác Long Xuyên thành dùng sản xuất lúa từ 2 đến 3 vụ mỗi năm. Khu vực này đóng góp khoảng 25% sản lượng lúa cho cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Có nguồn nước từ kênh Vĩnh Tế, nó tưới tiêu cho cái đồng bằng sông Cửu Long này rất nhiều, kể cả những cái việc thau chua rửa mặn. Và tôi cho rằng cái này là cái giá trị về kinh tế là rất lớn. Nhằm đáp ứng nhu cầu điều tiết nước, phục vụ nền nông nghiệp hiện đại, các tỉnh An Giang và Kiên Giang đã tiến hành nạo vét, cải tạo kênh Vĩnh Tế. Công trình này kết hợp với các kênh T4, T5 và T6 cùng với các đập Thà La, Trà Sư tạo thành hệ thống thủy lợi điều tiết nước hiệu quả cho vùng tứ giác Long Xuyên. Trong đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, dự kiến đến năm 2030, khu vực này sẽ triển khai 300.000 hecta. Nó hình thành nên nó hoàn chỉnh dần các hệ thống các công trình thủy lợi để mà khai thác cái tứ giác Long Xuyên, chuyển từ sản xuất nông nghiệp lấy số lượng là chính sang làm kinh tế nông nghiệp thuận thiên và có hiệu quả kinh tế. Tôi nhấn mạnh trong cái bài phát biểu, cái mảnh đất tứ giác Long Xuyên và cái kinh Vĩnh Tế là mảnh đất của tư duy không đầu hàng khó khăn mà chòi đã vượt lên để mà thắng. Suốt 200 năm qua, kênh Vĩnh Tế luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và nền nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, kênh đào huyền thoại này vẫn tiếp tục phát huy giá trị khi các tỉnh thành trong khu vực đầu tư hạ tầng giao thông thủy lợi gắn với phát triển nông nghiệp chất lượng cao mà kênh Vĩnh Tế luôn là trung tâm của sự kết nối. Vào sáng nay tại thành phố Cần Thơ diễn ra hội thi cấp ủy chi bộ giỏi của Đảng bộ quận Bình Thủy. Điểm mới của hội thi là nâng cấp từ hội thi bí thư chi bộ giỏi, không chỉ có sự tham gia của các đồng chí bí thư và phó bí thư mà còn kêu gọi sự tham gia tích cực của các ủy viên và đảng viên quần chúng. Hội thi đã thu hút 183 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở tham gia. Các đội sẽ phải trải qua hai vòng thi sơ khảo và chung khảo với hai phần thi giới thiệu chi bộ và xử lý tình huống thực tế, qua đó giúp đánh giá khả năng ứng biến, giải quyết vấn đề của các cấp ủy trong môi trường thực tế. Hội thi còn là đợt sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ sâu rộng trong cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò chức năng của chi bộ, đảng bộ nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng, đặc biệt là thực hiện tốt công tác tuyên truyền và chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Năm 2022, lần đầu tiên tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức diễn đàn Mekong Startup. Các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cùng cam kết thúc đẩy các mục tiêu nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp trong các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi. Tiếp nối thành công đó, Đồng Tháp phát động diễn đàn khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long lần thứ hai. Vào sáng nay, lễ khai mạc sự kiện ý nghĩa này đã được diễn ra. Chủ đề của diễn đàn khởi nghiệp lần thứ hai là kinh tế xanh, động lực mới cho phát triển, được phát động từ tháng 9 cho đến nay. Và điểm nhấn mới của sự kiện lần này là Đồng Tháp sẽ khởi xướng thành lập mạng lưới chuyển đổi xanh Mekong. Diễn đàn được tổ chức với mong muốn tập hợp thúc đẩy khí thế hành động của hai khu vực công tư, đặc biệt là lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp có yếu tố đổi mới sáng tạo, nhằm cụ thể hóa chủ trương của chính phủ về quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời duy trì và phát triển diễn đàn trở thành một nền tảng hợp tác đối thoại công tư hiệu quả, gắn với đổi mới sáng tạo để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy định hướng kinh tế xanh của vùng. Thông qua các hoạt động của diễn đàn sẽ kết nối nguồn lực và thị trường nhằm hỗ trợ phát triển những sản phẩm của dự án khởi nghiệp, công nghệ dịch vụ của tỉnh Đồng Tháp và đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời tôn vinh những cá nhân, tập thể, đơn vị điển hình trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Sáng nay đã diễn ra vòng chung kết sáng kiến Mekong năm 2024. Ban tổ chức đã nhận được 136 dự án của các bạn trẻ đến từ 18 tỉnh thành trên cả nước. Qua vòng sơ khảo và bán kết để cạnh tranh, thì 10 dự án xuất sắc nhất đã vào vòng chung kết. Xin được cảm ơn phóng viên Quốc Thời.
nhằm xúc tiến quảng bá giới thiệu hình ảnh Cà Mau đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, đầu tư trong và ngoài nước. Vào sáng nay, Bộ Công Thương phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã tổ chức hội nghị kết nối xúc tiến thương mại sản phẩm nông thủy sản. Đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm tập kết ra Bắc được tổ chức tại tỉnh Cà Mau. Thông tin từ phóng viên Vĩnh Phúc. Sự kiện cũng nhằm tăng cường kết nối giao thương, hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong tỉnh gặp gỡ đối tác, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường. Tham dự có lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cùng đại diện các doanh nghiệp nhập khẩu đến từ Singapore, Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hồng Kông, các chuỗi siêu thị lớn trong nước, các công ty xuất nhập khẩu và các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản, sản xuất sản phẩm ô cốp, đặc sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về tiềm năng xuất khẩu nông thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long, các tiêu chuẩn hàng thu mua của các chuỗi siêu thị lớn, được nghe các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài giới thiệu về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với một số quốc gia và cơ hội xuất khẩu vào một số thị trường quan trọng. Để xuất khẩu vào các thị trường khó tính, các doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý quan tâm đến nhu cầu của thị trường, cũng như phải đảm bảo chất lượng, nguồn gốc của sản phẩm theo quy định trước khi xuất khẩu sản phẩm hàng hóa ra thị trường nước ngoài. Tại hội nghị, địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp thương mại đã ký kết các biên bản ghi nhớ, hợp đồng nguyên tắc giao thương trong thời gian tới. Xin được cảm ơn phóng viên Vĩnh Phúc. Thưa quý khán giả, 10 tháng qua, xuất khẩu nông lâm thủy sản đã mang về hơn 51,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, Hoa Kỳ đã vượt qua Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta với thị phần 21,6%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ tăng gần 26%. Nhóm hàng đồ gỗ và thủy sản tiếp tục đóng vai trò chủ lực, với kim ngạch xuất khẩu tăng tương ứng là 26% và 14%. Các nông sản khác như là hạt điều, tiêu và rau quả cũng góp phần đáng kể vào tổng kim ngạch xuất khẩu. Các mặt hàng trái cây của Việt Nam ngày càng có cơ hội tại Hoa Kỳ. Bên cạnh 8 loại trái cây được phép nhập khẩu chính ngạch, thì mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đang thực hiện các thủ tục pháp lý cho phép nhập khẩu chanh dây của Việt Nam và khởi động quy trình xem xét đối với sản phẩm mới của Việt Nam gồm chanh không hạt, ổi và mít. Thông tin chúng tôi vừa nhận được. Vào sáng nay, tại Học viện Chính trị khu vực 4, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ tôn trọng, đảm bảo, bảo vệ quyền con người ở đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn hiện nay. Phóng viên Thanh Trương thông tin chi tiết. Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc đảm bảo quyền con người, đặc biệt ở góc độ an sinh xã hội. Đây cũng là một trong những nội dung chính của hội thảo. Hội thảo đã nhận được hơn 40 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý. Trong đó xác định, việc tôn trọng, đảm bảo, bảo vệ quyền con người ở vùng còn một số khó khăn thách thức. Cụ thể là mức thu nhập bình quân đầu người của vùng tuy có tăng, nhưng chỉ cao hơn so với khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, thấp so với đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ. Sự bất bình đẳng về thu nhập ngày càng tăng, chênh lệch giữa nhóm hộ giàu nhất và nghèo nhất từ 6 đến 7 lần. Hiện còn hơn 50.000 hộ dân đang thiếu nước sạch và phải sử dụng các giải pháp khác nhau để đảm bảo có nước sạch sinh hoạt. Hầu hết chỉ số phát triển giáo dục của vùng đều thấp hơn so với mặt bằng chung cả nước. Biến đổi khí hậu và nước biển dân, xâm nhập, sạt lở bờ sông, lún chìm, bờ biển bị xâm thực đã và đang tác động nghiêm trọng đến các địa phương. Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đồng bào Khmer đang diễn ra sôi nổi tại tỉnh Kiên Giang. Đây là hoạt động được địa phương duy trì hàng năm mỗi khi đến dịp lễ Ok Om Bok của đồng bào Khmer. Phóng viên Công Khoa thông tin chi tiết. Bờ sông Cái Lớn, thị trấn Gò Quao sáng ngày hôm nay rực rỡ hơn với những dàn thủy lực. Chính mô hình được thiết kế với những nét riêng, thể hiện nét văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Chương trình ngày hội được chia thành hai phần, bao gồm phần lễ và phần hội. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để hấp dẫn, chương trình còn có hàng chục gian hàng. Tại đây rất nhiều đặc sản của các làng nghề, đặc biệt là sản phẩm ô cốp đã được trưng bày quảng bá đến người dân địa phương và du khách. Theo ban tổ chức, các hoạt động diễn ra phù hợp với văn hóa truyền thống phong tục của đồng bào dân tộc Khmer với tinh thần vui tươi, lành mạnh, hiệu quả. Thông qua các hoạt động nhằm tôn vinh, quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer và các dân tộc khác ở địa phương với đồng bào cả nước, đồng thời tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc anh em, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.
Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang năm nay diễn ra trong thời gian 3 ngày với rất nhiều hoạt động sôi nổi và đầy hấp dẫn. Dự kiến thì ngày hội sẽ thu hút khoảng từ 200.000 đến 250.000 du khách. Xin cảm ơn phóng viên Công Hòa với thông tin vừa rồi. Theo tín ngưỡng của đồng bào Khmer Nam Bộ, mặt trăng được xem là vị thần bảo hộ mùa màng, mang lại cuộc sống ấm no. Vì vậy, hàng năm vào rằm tháng 10 âm lịch, bà con thường tổ chức lễ cúng trăng hay còn gọi là lễ Ót Âm Bót để tạ ơn sau một năm canh tác nông nghiệp. Vào tối qua, tỉnh Sóc Trăng đã long trọng tổ chức lễ hội này dành cho đồng bào dân tộc Khmer. Ót Âm Bót là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của đồng bào Khmer. Lễ cúng trăng mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về lòng biết ơn và trả ơn. Mỗi vật trang trí trên bàn cúng thần mặt trăng đều có ý nghĩa rất riêng, tượng trưng cho vũ trụ, sự sinh sôi, nảy nở, hy vọng những điều tốt đẹp, cuộc sống sung túc cho người dân. Việc tổ chức nghi thức cúng trăng hàng năm góp phần bảo tồn nét văn hóa lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Dự báo mực nước vùng hạ lưu các sông của Tây Nam Bộ sẽ lên nhanh trong những ngày tới, có thể đạt đỉnh vào ngày mai và mốt, tức là ngày 16 và 17 tháng 10 âm lịch. Cụ thể, trạm Mỹ Thuận ở khoảng 2,05 đến 2,1 m, trên báo động 3 khoảng 0,25 đến 0,3 m, trạm Cần Thơ từ 2,1 đến 2,15 m, trên báo động 3 khoảng 0,1 đến 0,15 m. Các trạm dùng cửa sông ở mức sắp xỉ hoặc trên báo động 3 khoảng 0,1 đến 0,4 m. Đây là kỳ triều cường cao. Các địa phương cần đề phòng ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế, xã hội. Câu chuyện về triều cường tại thành phố Cần Thơ, người dân có thể dễ dàng thấy được, đó là khi đối mặt với tình trạng triều cường dâng cao trong năm nay, thì hệ thống chống ngập của thành phố đã mang lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên thì vẫn còn một số khu vực chưa được xử lý triệt để. Ngay đợt triều cường giữa tháng 9 âm lịch, một số khu vực vẫn ngập rất sâu. Dù chỉ còn một số điểm nhưng cũng khiến người dân gặp không ít những khó khăn. Trục đường nối Cách Mạng tháng 8 Lê Hồng Phong nằm ở ven sông Hậu nhưng chưa được xây kè. Mỗi đợt triều cường, nước từ sông lại tràn lên, người dân sống hai bên đường phải vất vả ứng phó. Sống cái cảnh này là kể như là hơn nửa năm nước, năm nào có chịu hơn nửa năm. Mà bây giờ không ai giúp đỡ gì khắc phục đường nước này trơn, cứ để về hoài nhà cửa tôi tiêu tan hết trơn. Mà nước nó ngập vậy bán được nè, thấy không? Tối hôm qua nó ngập cho tới 8 giờ rưỡi, ngập hơn cái này luôn nè. 8 giờ rưỡi buổi sáng này nó ít mà buổi chiều là nhiều lắm. Nước ngập ở đây thì bà con đi đứng khó khăn, thứ hai nữa buôn bán cực lắm. Mình đây người dân địa phương mà đưa con đi học là đi bằng xe mà nó ngập lên tới xe, cái xe luôn mà. Cấp lãnh đạo cơ quan thì nói chung là có dự kiến xây những cái con đường nâng cấp để cho bà con được đi đứng thoải mái thôi. Còn tại khu vực Bến Ninh Kiều, kè hiện hữu chưa được nâng cấp. Trong đợt triều cường vừa qua, nước tràn làm ngập cục bộ khu vực này. Địa phương cũng thực hiện giải pháp tạm thời là xây nối tường kè hiện trạng rồi kết hợp bao cát để ngăn triều. Về lâu dài thì để nâng cấp cái kè cũng như là cái công viên Bến Ninh Kiều thì cũng phải được làm đồng bộ để đảm bảo được cái mục tiêu là ngăn triều, ngăn lũ, chống ngập cũng như là cái cảnh quan, môi trường, rồi sinh cảnh khu vực Bến Ninh Kiều để đảm bảo được cái mục tiêu là còn khai thác du lịch rồi kết hợp với chống ngập. Thành phố Cần Thơ tiếp tục đề xuất dự án chống ngập mới với tổng kinh phí dự kiến hơn 4.500 tỷ đồng, mở rộng diện tích bảo vệ giúp kiểm soát ngập cho toàn bộ quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy. Dự án hứa hẹn sẽ chống ngập triệt để cho thành phố Cần Thơ khi hoàn thành. Liên quan đến vụ xe tải chở 30 tấn gạch đi qua cầu 5 tấn làm sập cầu T6 và rơi xuống sông ở tỉnh An Giang vào ngày 13 tháng 11, Công an huyện Tri Tôn đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sập cầu là do tài xế điều khiển xe tải vượt quá tải trọng cho phép của cầu. Đến chiều cùng ngày thì toàn bộ số gạch trên xe ô tô tải bị rơi xuống sông đã được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa lên bờ. Chiếc xe tải cũng đang chuẩn bị được trục vớt. Ngày hôm nay ngành chức năng khởi công cầu tạm để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.
chuyển đổi xanh đang trở thành cuộc đua ở cấp độ toàn cầu. Và xu hướng chuyển đổi này đang được các địa phương trong nước tích cực thực hiện tại trên nhiều lĩnh vực. Tại Đồng Tháp thì du lịch được chọn là một lĩnh vực chuyển đổi xanh và vườn quốc gia Tràm Chim là nơi lý tưởng để triển khai kế hoạch này. Qua những chuyến khảo sát cho thấy, dư địa cho du lịch xanh và bền vững ở địa phương này còn rất lớn. Doanh nghiệp này đã đầu tư một chương trình tour đặc biệt tại vườn quốc gia Tràm Chim để tìm hiểu về các loài chim giữa rừng tràm. Tour này dành cho nhóm đối tượng yêu thiên nhiên và yêu chim. Nhờ được trang bị các thiết bị tê lê, ống nhòm, sách vở chuyên đề nên du khách rất thích thú. Ở Tràm Chim thì đối với những khách Việt Nam mà mới bắt đầu cảm thấy là yêu về chim, về thiên nhiên thì là cái nơi mà mình có thể là mình dễ quan sát nhất, và khách du lịch tới đó sẽ là có nhiều đối tượng hơn so với những cái vườn quốc gia khác. Ngoài Tràm Chim, Đồng Tháp còn có rất nhiều tài nguyên du lịch khác để phát triển. Một là phát triển du lịch dựa vào tài nguyên thiên nhiên, dựa vào tự nhiên. Hai là trải nghiệm văn hóa và hoạt động thực tế. Tuy nhiên, để phát triển du lịch bền vững đòi hỏi sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội. Để mà chúng ta cần khai thác cái du lịch nông nghiệp ở Đồng Tháp thực sự bứt phá thì chúng ta cần phải tận dụng hơn những cái mà Đồng Tháp đang làm, và chúng ta cần phải đưa nó vào các cái sản phẩm tour và kết nối liên kết vùng để chúng ta có thể thực sự đưa được du khách đến với Đồng Tháp. Thì chúng tôi sẽ triển khai một cái dự án du lịch bền vững. Thứ nhất là hỗ trợ tổ chức các cái hội thảo cũng như là đối thoại chính sách công tư. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ hỗ trợ xây dựng các cái điểm đến, quản lý các cái điểm đến du lịch ở Đồng Tháp. Và thứ ba là hỗ trợ lựa chọn và triển khai các cái ý tưởng phát triển du lịch xanh. Theo các chuyên gia, để phát triển du lịch xanh cần có các công trình lưu trú áp dụng năng lượng sạch và phương tiện vận chuyển thân thiện với môi trường. Đối với những dư địa phát triển này, kỳ vọng sẽ tìm kiếm được các ý tưởng sáng tạo và xúc tiến thực hiện của các doanh nghiệp để du lịch Đồng Tháp nói riêng và du lịch đồng bằng sông Cửu Long nói chung bứt phá trong tương lai không xa. Du lịch xanh đang trở thành xu hướng. Với lợi thế là dùng sông nước, đồng bằng sông Cửu Long hoàn toàn có thể chủ động trong bài toán phát triển loại hình này, vừa tạo điểm nhấn sự khác biệt, vừa gắn với sinh kế và đời sống của người dân. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.